Văn miếu, Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội, trong đó có đền Khải Thánh là khu thứ 4 trong quần thể di tích. Đền Khải Thánh là nơi thờ cha mẹ Khổng Tử, đền Khải Thánh xưa vốn là Quốc Tử Giám, nơi rèn đúc nhân tài cho nhiều triều đại. Đền Khải Thánh tuy có kiến trúc sơ sài hơn những kiến trúc khác trong Quốc Tử Giám, nhưng cũng có tả vu, hữu vu hai bên, và đến thờ ở giữa. Khải Thánh là khu sau cùng của di tích. Từ Văn Miếu sang đến Khải Thánh người ta có thể đi theo hai con đường lát gạch phía sau tả vu và hữu vu, hoặc cũng có thể từ sau lưng thượng điện qua cửa Tam Quan. Cửa này là cửa chính cũng xây ba gian, có mái lợp và cánh cửa đóng mở, từ bên ngoài vào đền Khải Thánh cũng có thể qua một cổng nhỏ có cánh mở ở góc đông nam nơi tiếp giáp với bức tường ngăn hai khu Văn Miếu và Khải Thánh. Đền Khải Thánh là nơi thờ cha mẹ Khổng Tử tức là Thúc Lương Ngột và Nhan Thị, phần nửa diện tích của khu này là sân phía trước. Sân bị con đường lát gạch ngăn nôi dẫn từ cửa Tam Quan lên chính giữa đền thờ. Kiến trúc đền Khải Thánh sơ sài hơn, song cũng có tả vu, hữu vu hai bên và đền thờ ở giữa. Đền Khải Thánh xưa vốn là Quốc Tử Giám, còn gọi là nhà thái học nơi rèn đúc nhân tài cho nhiều triều đại. Theo văn tịch thì khu này xưa có 150 gian phòng dành cho giám sinh, coi như khu cư xá. Năm 1946 quân Pháp đã bắn Đại Bác phá hủy sạch không còn lại một kiến trúc nào, kiến trúc ngày nay là hoàn toàn mới. Toàn bộ mái đều được lợp hai lớp ngói lót, trên là một lớp chỉ dày 1,5mm, rồi đến một lớp ngói lót nữa, và trên cùng là ngói mũi hài. Phần giữa các cột nhà với chân đá tảng cũng đặt một tấm chỉ dày 1,5mm để chống ẩm từ dưới lên, nền sân đều được lát gạch bát kích thước 30x30x4cm, xung quanh nhà đều được bó vỉa bằng đá xanh. Quy mô kiến trúc khu Thái Học mới rất bề thế, trang nghiêm và hài hòa với kiến trúc cảnh quan của khu Văn Miếu phía trước. Tại đây, những triều đại coi hiện tại là nguyên khí của quốc gia đã tuyển chọn nhiều người tài giỏi, đỗ đạt cao, bổ sung vào các chức thị độc, thị giảng, hữu tư giảng, tả tư giảng, thiếu phó, thiếu bảo để chăm lo việc giảng dạy, giải đáp, vừa giúp vua nâng cao tri thức mọi mặt. Nhiều người thầy một đời, muôn đời như Bùi Quốc Khải, Nguyễn Trù, Chu Văn An, đã từng vang tiếng giảng ở Quốc Tử Giám.